Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Bản tin 24 giờ. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, gần đây hơn 20 tỉnh và thành phố của Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn. Đầu tuần này, trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ và dự báo trong 8 giờ tới, lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1940 đến nay. Theo báo cáo, nước lũ trên sông Kỳ Giang đã vượt quá mức giới hạn kiểm soát lũ 5 mét, khiến cho đường cao tốc chạy dọc theo sông đã bị ngập lụt. Một số ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nước lũ tràn vào các cửa hiệu ven đường là ngập toàn bộ tầng 1. Hiện tượng ngập úng nghiêm trọng xuất hiện cục bộ trong thành phố. Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã phát tín hiệu cảnh báo lũ màu đỏ vào lúc 11 giờ 50 phút sáng ngày thứ hai đầu tuần. Do ảnh hưởng của mưa lớn và mực nước sông dâng lên đột ngột ở thượng nguồn, nên trong 8 giờ tới, toàn bộ khu vực Trùng Khánh, đoạn thuộc lưu vực sông Kỳ Giang sẽ có một trận lũ lụt lịch sử kể từ năm 1940 đến nay. Dự kiến mực nước cao nhất của trạm Ngũ Xá ở Kỳ Giang, quận Giang Tân sẽ vượt mức giới hạn kiểm soát lũ vào khoảng 6,3 đến 7,0 m và có khả năng tăng đến 11 đến 13 m. Theo tin tức từ các kênh truyền thông Trung Quốc đại lục, mực nước sông Kỳ Giang vẫn tiếp tục dâng cao trong ngày thứ ba. Đợt lũ đỉnh điểm đổ về đến đoạn Trùng Khánh vào khoảng 3 giờ chiều ngày thứ hai. Chính quyền địa phương thông báo rằng họ đã sơ tán khẩn cấp 49.000 người. Do mưa lớn liên tục hôm thứ hai, đoạn K29+800 trên đường cao tốc Trùng Khánh - Nam Vạn xuất hiện sụt lún. Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, lượng mưa ở quận Nam Xuyên ở phía nam của thành phố Trùng Khánh lên tới 179,8 mm, gây ra ngập úng nghiêm trọng. Có không ít cư dân mạng ở Trùng Khánh đã đăng tải những video ngắn về trận lũ lụt do họ tự quay. Từ video có thể thấy rằng vào sáng ngày thứ hai, nhiều khu vực dọc theo sông Kỳ Giang đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Lũ đã tràn vào tầng 1 của các tòa nhà hai bên đường lộ Tân Giang. Những chiếc xe ô tô trong bãi đậu xe cũng bị ngập và trôi nổi bập bềnh. Ở một số khu vực khác, đường phố biến thành sông, có nơi lũ lụt đổ xuống như thác nước. Thậm chí một số tòa nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, cầu đường sắt cũng bị phá vỡ. Cư dân mạng cho rằng mực nước trên sông Kỳ Giang vẫn đang tăng lên rất nhanh. Truyền thông Trung Quốc đưa tin kể từ hôm chủ nhật, khu vực phía đông nam, phía tây của Trùng Khánh có mưa vừa và mưa to. Cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa bão xảy ra ở 9 huyện bao gồm Dậu Dương, Tú Sơn, Bành Thủy, Võ Long. Do ảnh hưởng của mưa bão, các con sông vừa và nhỏ như Dậu Thủy ở Tú Sơn, Cam Long ở Dậu Dương, Thạch Lương ở Võ Long, Thông Huệ ở Kỳ Giang và Ngư Tuyển ở Nam Xuyên đã xuất hiện nước lũ vượt mức cảnh báo. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc, tính đến nay, nước lũ trên 210 con sông ở 19 tỉnh và khu tự trị trên cả nước đã vượt mức báo động nhiều hơn so với cùng kỳ mọi năm. Trong đó có 12 con sông đã vượt quá mức an toàn và 14 con sông đã vượt mức lũ lịch sử được ghi nhận. Kể từ đầu tháng trước tới nay, Trung Quốc mới bước vào mùa mưa lũ hơn 20 ngày, nhưng đã có tới 181 con sông ở 16 tỉnh, khu tự trị xuất hiện lũ lụt trên mức báo động. Sông Tây Giang ở phía nam của Bắc Giang, sông Hoàng Hà ở phía Bắc đã lần lượt xuất hiện những đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay. Ngoài ra, huyện Duyên Hà, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu do chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn nên trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra nhiều trận lở đất. Trong đó đường cao tốc đoạn từ Duyên Hà đến Quảng Châu bị gián đoạn do sạt lở núi. Thưa quý vị, những dị tượng xuất hiện trong thời gian gần đây nhất, suy nghĩ càng sẽ cảm thấy không khỏi khiếp sợ. Sự xuất hiện của những dị tượng và tai họa nhân gian thường chỉ ra rằng thượng thiên đang cảnh báo thế nhân, nhưng con người cũng không biết chuyện gì đang xảy ra và coi chúng thành hiện tượng tự nhiên. Kỳ thực tất cả là do con người làm ra, nhưng họ lại không hiểu tại sao. Với những dị tượng xuất hiện trong thời gian gần đây, suy nghĩ kỹ càng sẽ cảm thấy không khỏi khiếp sợ. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã đến thăm khu tự trị Tây Tạng trong 2 ngày vừa qua. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ 35 năm qua, một Chủ tịch Trung Quốc đến vùng đất tự trị. Ông Tập Cận Bình đã tới Mật Trì, một địa phương ở phía đông nam của khu tự trị. Chuyến thăm Tây Tạng của ông Tập diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc tràn vào chiếm Tây Tạng. Sự kiện vẫn được Bắc Kinh gọi là cuộc giải phóng hòa bình vùng cao nguyên nằm gần biên giới Ấn Độ. Sau sự kiện này, trên mạng xã hội Twitter đã xuất hiện một đoạn video với dòng chú thích. Cư dân mạng cho rằng, theo nghi thức của dân tộc Hán, giải trắng được trao cho người đã khuất. Video được cho là cảnh tượng diễn ra trong chuyến thăm Tây Tạng của ông Tập Cận Bình. Trên video có thể thấy người dân đứng dọc hai bên đường, xe chở ông Tập chậm chậm chạy ở giữa. Xe chạy đến đâu thì người dân tung những giải trắng lên trên xe đến đó. Cư dân mạng này cho hay, những giải trắng này theo nghi thức của dân tộc Hán là để trao cho người đã khuất. Nếu đúng như vậy thì đây là một cảnh tượng quỷ dị. Góc nhìn tâm linh thì phải chăng là một điểm gờ cho ông Tập cũng như chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vừa qua, thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã hứng chịu một thảm họa lũ lụt hy hữu. Toàn bộ thành phố bị tàn phá bởi dòng nước chảy xiết, cướp đi sinh mạng được cho là của hàng nghìn người. Sau trận lũ lụt,
một video xuất hiện trên mạng xã hội Twitter với dòng chú thích: "Trời xuất hiện dị tượng, Trịnh Châu bầu trời đẫm máu". Video được cho là khung cảnh ở Trịnh Châu vào buổi tối sau khi trận lũ lụt xảy ra ở tuyến tàu điện ngầm số 5. Trên video có thể thấy toàn bộ khung cảnh bao trùm bởi một màu đỏ, bầu trời màu đỏ như máu. Đây cũng chính là cảnh tượng rùng rợn mà người ta vẫn thường biết đến khi miêu tả về cảnh địa ngục. Một video trên Twitter hôm cuối tuần vừa qua chú thích rằng bão cát ngày tận thế ở Đôn Hoàng có thể so sánh với phim Hollywood. Chính sách tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy môi trường, dẫn tới thiên tai nhân họa. Theo thông tin tổng hợp từ kênh truyền thông đại lục, chiều ngày hôm trước, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc đột nhiên bị bão cát kinh hoàng tấn công. Cát vàng cuộn lên từ bầu trời đổ ập xuống, kèm theo tiếng gió gào thét. Cảnh tượng trên màn hình video cho thấy toàn bộ khung cảnh giống như một vùng đại thảm họa. Các đoạn phim trên mạng xã hội Trung Quốc đã ghi lại cảnh tường cát cao đến 100m bao phủ các tòa nhà cao nhất ở Đôn Hoàng. Tầm nhìn trên các tuyến đường giảm xuống chỉ còn chưa đầy 5m. Sau khi cơn bão đổ bộ, bầu trời tại đây cũng chuyển thành màu vàng cam. Thưa quý vị, con người dường như thật nhỏ bé khi đối mặt với tai họa. Trận lũ lụt ở Trịnh Châu là một ví dụ điển hình như vậy. Chỉ trong nháy mắt đã có hàng nghìn người mất đi sinh mạng. Tuy nhiên, ông trời có đức hiếu sinh. Mỗi lần tai nạn xảy ra, trời cao cũng sẽ sớm cảnh báo, cũng sẽ mượn nhờ thế nhân nói với bạn cách để tránh thoát kiếp nạn. Chỉ cần bạn lưu ý, thần nhất định sẽ dùng các loại phương thức để chỉ cho bạn phương pháp bình an vượt qua kiếp nạn. Một số cư dân mạng để lại lời nhắn, cảm thán rằng đây là hiện tượng hiếm gặp quá đẹp. Nhưng cũng có người lo lắng rằng trời có dị tượng, đại sự phát sinh. Trong nhiều ngày liên tiếp, thành phố Bắc Kinh bị bao vây bởi những trận bão cát mạnh nhất khiến người dân hoảng loạn. Một số cư dân mạng đã quay chụp lại những hình ảnh, những hiện tượng dị thường hiếm gặp, mặt trời xanh, hình ảnh giống như một ảnh chụp được gửi về từ trái đất, từ một chiếc tàu thám hiểm sao Hỏa, giống như ảnh chụp mặt trời trên sao Hỏa. Một cư dân mạng đã để lại lời nhắn, cảm thán rằng đây là hiện tượng hiếm gặp, đẹp quá. Nhưng cũng có người lo lắng rằng trời có dị tượng, đại sự phát sinh. Trong Ất Tỵ Chiêm nói, trời đất mù mịt, quân thần trái nghịch, không có đại hán thì ngoại nhân đến. Là ý nói, nếu có sương mù dày đặc che khuất bầu trời, biểu thị quan hệ quân thần trái ngược lẫn nhau. Hoàng đế không tin vào các quan đại thần thuộc hạ của mình. Đại thần cũng mỗi người có một mục đích riêng phải đạt được. Điều này cũng có thể xác nhận cho tin tức rằng tranh chấp giữa các đảng phe phái trong chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đang được lan truyền trên thế giới. Đồng thời, loại dị tượng này cũng biểu thị khả năng năm nay sẽ xuất hiện tai họa đại hạn hoặc là có ngoại địch xâm lấn. Các nhà khoa học vì để tô son điểm phấn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc nên hầu hết đều xử lý các vụ việc theo kiểu biến tang sự thành hỷ sự. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng có thể khuếch đại thành mặt tốt, đều có thể nhìn ra siêu năng lực tốt đẹp. Vì vậy, có người liền có thể từ trong cảnh sương mù che khuất bầu trời có thể nhìn thấy vẻ đẹp của mặt trời xanh. Quý vị thân mến, gần đây hàng chục con chim sẻ đậu khắp mặt đất tại ngã tư của một ngôi làng ở Lệ Dương, Giang Tây, ngăn mọi người đi qua lại. Một số người nghĩ rằng có thể có một sự kiện lớn sắp xảy ra. Những người khác thì nói rằng chim sẻ đang ngăn người dân đi ra khỏi làng để tránh bị nhiễm bệnh. Một video lan truyền trên mạng cho thấy hàng chục ngàn con chim sẻ đã tập trung trên giao lộ giữa các ngôi làng, khiến cho người dân và xe hơi không thể đi lại được. Trên không trung cũng có rất nhiều chim sẻ bay lượn. Sự việc đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hiếu kỳ. Dị tượng hiếm thấy, hẳn năm nay sẽ có đại sự. Vạn vật có linh, có lẽ chúng muốn cảnh báo điều gì đó. Điều tới báo ân, lần này thôn dân đừng rời thôn ra bên ngoài để đi làm trở lại. Sẽ không xảy ra động đất lớn đấy chứ. Những con chim này bị điên rồi. Năm đó Đường Sơn động đất thì lũ chim cũng điên loạn như vậy. Năm nay chim sẻ xuất hiện đặc biệt rất nhiều. Tiểu khu chúng ta bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều chim sẻ, đến mấy ngàn con. Tôi cảm thấy năm nay hẳn sẽ có đại sự phát sinh. Dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán đã hoành hành suốt hơn 3 năm qua. Rất nhiều dị tượng bất thường cũng kèm theo dịch bệnh mà xuất hiện ở khắp nơi của Trung Quốc đại lục. Nhiều thành thị xuất hiện quang cảnh khủng khiếp, bầy quạ đang bay đầy trời. Một cư dân mạng đã đăng trên một video ngắn ở trên Twitter kèm theo lời bình luận rằng đêm qua một tia sét ở Vũ Hán đã rạch ngang bầu trời đêm, một kiệt tác sấm sét, tiếng vang rung trời. Sang thành tháng 2 sấm sét vang trời, trong lịch sử tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện. Vũ Hán bị phong tỏa đã khiến người dân bị nhốt trong thành, gặp muôn vàn nguy hiểm. Có bài đăng trên mạng xã hội viết rằng thời tiết bất thường, đây là dấu hiệu thay đổi triều đại. Quân đội cùng dân chúng nghe theo mệnh trời, đứng lên kêu gọi khởi nghĩa vũ trang. Long Môn trên khắp Tân Khai Khẩu ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đột nhiên ngả đổ về phía tây, đồng thời sét đánh ngang dọc, sông bão ầm ầm xuất hiện. Thời tiết bất thường đi kèm với mưa, tuyết băng và mưa đá gần đây cũng đã xảy ra ở Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Trước đó, hiện tượng năm mặt trời cùng lúc xuất hiện tại Đạt Mậu Kỳ, thành phố Bao Đầu, Tứ Tử Vương Kỳ, Ô Lan Sát Bố, Minh Tích, Lâm Quách, Lạc Minh và những nơi khác. Kỳ quan như vậy trong lịch sử là phi thường hiếm thấy. Một số người dân địa phương đã kịp chụp ảnh, quay video, mặc dù hiện tượng kỳ diệu này chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Các video được đăng tải cho thấy năm quầng mặt trời được kết nối với nhau tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Điều này đối với người dân là thập phần chấn động. Một số cư dân mạng cho rằng thiên có dị tượng,
vận số đã hết, người khác lại cho rằng quốc chi tương vong, tất sinh yêu nghiệt, dân chúng lầm than, thiên hiện dị tượng. Nhà tiên tri thời nhà Minh, Lưu Bá Ôn trong Kim Lăng Tháp Văn Bia cũng từng nhắc đến đại ôn dịch và đại nạn phát sinh cùng với cảnh tượng cha mẹ chết khó mai táng, cha mẹ chết con cháu khiêng, vạn vật cùng gặp nạn, con kiến cũng bị tai ương, phố thị hoa lệ bỗng hóa thành đại dương mênh mông, cao lầu cũng biến thành bùn đất. Xuyên suốt lịch sử của Trung Quốc, nhiều bệnh dịch lớn đã gắn liền với những thay đổi triều đại. Và cuối mỗi triều đại, những người cai trị thường ngang ngược vô đạo, thiên tai nhân họa không ngừng, lũ lụt, động đất liên miên, người dân đói khát nổi dậy, xã hội bất ổn. Cuối cùng, dịch bệnh, lũ lụt, chiến tranh đã cướp đi vô số sinh mệnh. Chỉ những người có tâm hồn thiện niệm, đạo đức cao cả thì mới có thể may mắn thoát khỏi tai ương kiếp nạn. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment và viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa, Phương Thúy xin thay mặt ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.